Ôi, xin chào cô chú anh chị ha. Hôm nay em đứng chính trên trục chính đường Mỹ Xuân Ngoại Giao Hòa Bình. Thì hôm nay em đứng chính một lô đất tại xã Lấn Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì đó, cái hướng em đang đi bộ tới nè cô chú anh chị là hướng đi ra đường quốc lộ 51, ra quốc lộ 56, ra thị trấn Ngoại Giao về thành phố Bà Rịa luôn nha cô chú anh chị. Đấy, hướng này đây. Thì đi ngược về đây, đi ngược về đây là ra cảng cái mép sân bay Long Thành. Hồi đó tầm khoảng 20 cây số nữa nha, là cái quốc lộ 51 luôn. Thì tầm khoảng 20 cây số nữa thì em đang đứng trên trục chính đường liên tỉnh đây nè. Đường liên tỉnh, đường Mỹ Xuân Ngoại Giao Hòa Bình. Đó, đi ra thông tướng tất cả các luôn nha cô chú anh chị. Thì mọi người đó thấy khu dân cư là san sát nhau mà. Đấy. Khu dân cư san sát nhau luôn nha. Thì cái ở đây là huyện Châu Đức thì nó giáp lên với thị xã Phú Mỹ. Thì nó cách thị xã Phú Mỹ đâu đó tầm khoảng là 5 cây số thôi. Đấy, ở đây là khu dân cư san sát luôn nha cô chú anh chị. Lát nữa em bay một cái đoạn live cam lên cho cô chú anh chị tham khảo nha. Thì đây là sản phẩm đây. Em đến giới thiệu cô chú anh chị đây. Tổng diện tích là 2.331 m². Đấy. Sở hữu 30 m mặt tiền đường chính Mỹ Xuân Ngoại Giao này. Ranh giới thì ổn định rồi. Ranh giới thì bắt đầu từ bức tường mình nói nè cô chú anh chị. Chạy dài qua đây. Bên đây có cái cọc lưới B40 á. Đó, cọc trụ bê tông nè, chạy dài qua đó là hai mặt tiền đường luôn nha cô chú anh chị. Hai mặt tiền đường này á là 30 m, mỗi bên 30 m, ở sau cũng 30 m vuông vất luôn. Chiều sâu cái lô đất này là 80 m nha. Đấy, có 240 m thổ cư. Đó, mặt tiền đường sau là mặt tiền đường bê tông và mặt tiền đường này là mặt tiền đường chính đường Mỹ Xuân Ngoại Giao Hòa Bình. Đó, khu dân cư san sát rồi cô chú anh chị thấy đó. Đấy, tổng diện tích là 2.331 m², thì nó có là 240 m thổ cư luôn nha cô chú anh chị. Đấy. Thì tổng giá lô đất này người ta đang kêu giá là 26 tỷ có thương lượng với chính chủ nha. Thì mọi người có đi xem lô đất này thì xin liên hệ số điện thoại của em trên màn hình nha. Đó, thì bây giờ em sẽ quay một đoạn live cam sơ và một cái bản test lên cho cô chị xem xét nha. Rồi. Em cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem video của em. Rồi, đây là hình ảnh trên cao live cam để giới thiệu cho cô chú anh chị biết nha. Thì đây, đó, cái lô đất chúng ta tính từ bắc tường bức tường nhà chạy đi qua ngay chỗ trục bê tông bên kia kìa. Đó, thì hướng này nè, hướng này đi ra ngay chỗ cảng cái mép rồi nè. Đó, ra đường quốc lộ 51 nha. Đó, khu dân cư đó mọi người thấy không? Đấy. Đó, hướng đó đi ra cảng cái mép sân bay Long Thành đó cô chú anh chị. Thì qua đây, quanh ngược về đây nè, đó. Ra ngay chỗ thị trấn Ngoại Giao rồi nè. Đó. Đây, cái lô đất này thì mình dưới thì lô đất rất là bằng phẳng nha. Ở sau có một mặt tiền nữa là mặt tiền đường bê tông. Đấy. Cái lô đất rất là bằng phẳng nha. Thì bây giờ em đi tới cái đường bê tông đó. Thì bây giờ nó là đi hướng đường bê tông đó để ra đường bê tông thông ra đường Mỹ Xuân Ngoại Giao Hòa Bình bên kia luôn nha. Đó, thì mọi người có để ý không? Thì hai bên luôn thì nó cách cái đường bê tông này nó cách cái trục chính đường Mỹ Xuân Ngoại Giao Hòa Bình đó tầm khoảng là 100 m thôi. Đấy. Đó. Thì bây giờ em gửi các bản test quy hoạch cho cô chú chị biết nha.